Anh nói là mi akai. You see? Nó Việt Nam mà. Thì tao akai, mày đổi mẫu con gì cho mày, tao biết anh akai. Mẹ râu nè má. Bỏ cái mặt mình lên. Đi mà đấy là không phải rồi, đấy là streamer khác đấy. Chứ còn stream gì nữa. Nhanh lên nghĩ mẹ mày. Gì vậy? Trên đánh ADC đi trên. Trên đánh Mia trên. Lầu, mẹ. Không có ADC, em đâu đánh ADC đâu. Bồ mà, em support mà. Còn lại không? Đâu biết đâu. Xíu thái chưa xíu. Không phải rồi, mày làm sai rồi. Mẹ. Phượng Phan không thấy mặt mình cơ. Phượng Phan của mình. Yeah man, không thấy mặt mình cũng được. Tắt hay là bật thôi. Mẹ, cái. À, ô oh. Đi vô lên YouTube á. Lên YouTube á. Cái này trên YouTube. Cái này nó nằm ở đây cơ. Cái này nằm ở đây cơ. Happy rồi. Đó. Nó đổ cho đánh. Ừ, team đấy có tăng luôn. Có Ruby kìa, đi mà. Fuck you man. Hello mọi người. Hello mọi người. Em có con nào dễ thương mày? Đi coi rồi. Mày con cà như mặn lồn á, địt mẹ cứ dập dập chụp dập. Mượn đâu? Đâm đâm, đưa ra nữa. Đánh đi mẹ ơi. Cái lòng mày đánh game đi. Ủa kệ túi trời. Mày đâu mày đâu. Nó tự tắt cam. Nhanh nè. Đi loạn. Tiếp ơi, coi đi, thấy em chưa? Hả? Thấy chưa?